nhớ rồng cho ta là trong những dịch tin đi trả phong dư cho sai mà thiết chùa rồng xin đọc nó cụ rễ lì đã có lần chín nên nhớ trò hỗ trợ sao tông chùa xã đủ số mong một tết chợ Việt Nam nụ nọ trong phong dư cho sai mà chùa nhớ trò tôi chồng chia giáp thìn mà lâu được sân gà trò tan trò nhiệt chỉ bị sảnh sao đỡ có mưa đầm mưa rò chỉ tàu kiến nó cá nhớ rồng trong phong dư cho sai mà chùa liền đỡ cho sông thầu nhớ trò lúc cá sông tứ bỏ tàu hai tìa tên mười ba tên nữ pi tàu rò rò nhớ trò tê rê rò ủa trộn lúc này bảo đợt nhiệt gì bị sảnh nó thì trừ sỉ nhiệt gì bị sảnh nên ba thèn nhớ trộn đợt xa tân bắc khẩu huyện quang bình tỉnh hà giang trò tên lúa hậu lưu ở sa chê là một tọt giải ý sống chết chế bê châu lạn hậu liên đầu tỉa kế trong nó cho ủa đợt nhiệt gì bị sảnh tọt giải chế bê châu đợt nên ba thèn cú chỉ hơn để thiếp bảo tan trò ý ạ không thể chờ chỉ liên đầu tiếp muôn đầu trắng đầu dạ kế trong nó cho ủa thiếp bảo chỉ khó khở thì kế va hùa đợt hai nước chờ nó. Hà Giang đang bước vào thời khắc đẹp nhất trong năm. Những nụ hoa mơ, hoa đào đang e ấp trước gió đông, xòe cánh hoa ửng hồng đón nắng xuân về trên khắp nẻo núi rừng Đông Bắc. Đó cũng là lúc đồng bào Pa Thèn ở xã Tân Bắc, huyện Quang Bình rộn ràng mừng năm mới. Nằm gọn giữa thung lũng, bao quanh là những ngọn núi nhấp nhô. Xã Tân Bắc là nơi sinh sống của gần 500 hộ và khoảng 3.000 người dân tộc Pa Thèn. Hơn 300 năm, kể từ cuộc hành trình Nam Tiến lịch sử, thì cũng là chừng đó thời gian, người Pa Thèn ở Hà Giang vượt lên khó khăn, vất vả để sống, để khẳng định mình trước thiên nhiên. Dù trải qua nhiều biến động, họ vẫn còn lưu giữ được nét văn hóa riêng vốn có của dân tộc. Đặc biệt, những phong tục tập quán đặc sắc dịp Tết Xuân trong câu chuyện của người già vẫn được họ lưu truyền và say sưa kể cho con cháu của mình. Người Pa Thèn mình đấy, ngày xưa thường thường là ở trên núi, chủ yếu là nương thôi. Sau một năm lao động vất vả, đến nhà gửi cuốn nào rồi thì người ta sẽ chuẩn bị Tết. Người Pa Thèn ấy cũng có truyền thống đón Tết như là một số tộc người khác. Và người ta ăn Tết theo cái lịch mà phổ biến ở Việt Nam mà ta quen gọi là Tết Nguyên Đán. Đây là thời khắc giao chuyển của cái cũ và cái mới. Thì người ta cho rằng đấy, cái giao mùa này nó có những cái thời khắc thiêng của nó. Và thời khắc thiêng đấy là cái thời khắc giao hòa của trời đất, chuyển giao của trời đất trong cái vòng quay của vũ trụ ấy. Mà nó tạo nên một sự chuyển biến rất căn bản trong đời sống. Không phải chỉ là muôn loài muôn vật đâu, mà là cái bản thân con người cũng vậy. Tết của người Pa Thèn thường bắt đầu từ giữa tháng Chạp âm lịch. Trước đó, mọi người gấp rút hoàn tất những công việc còn dang dở để bước vào kỳ nghỉ cuối năm. Thấp thoáng trên nương, ngoài ruộng hay trong những ngôi nhà lá của đồng bào, sắc phục đỏ tươi của những người phụ nữ Pa Thèn như cánh đào rừng đang chờ hơi ấm mùa xuân để kịp khoe nở. Ai cũng diện cho mình những bộ trang phục đẹp nhất vào ngày này. Nhưng để chuẩn bị quần áo cho cả gia đình, đôi bàn tay của các bà, các mẹ cũng đã phải miệt mài dệt vải trong nhiều ngày tháng. Ngày xưa á, chuẩn bị đến Tết ấy, thì phải nông nữa phải có áo mới. Tháng 10 trở lên là gạ lúa xong là mình là chuẩn bị cái mì hoàn toàn chưa hết rồi, chuẩn bị đủ hết rồi, nó mới đến cái lúc đấy thì vì mình chỉ may thôi. Người nhà thì biết may thì tự may cho mình, thì người không biết may thì mẹ phải may cho. Người Pa Thèn là chủ yếu là mòn đỏ, mình năm mới phải mình mặc phải có một trang phục mòn đỏ mới là năm mới mới may mắn cho mình. Ngày Tết ấy cái gì cũng phải đẹp, cái gì cũng phải sang trọng, người ta phải chuẩn bị trang phục. Cái bộ trang phục của người Pa Thèn, đặc biệt là bộ nữ phục, nó là một dạng lễ phục mặc tính đặc trưng tộc người. Đối với người phụ nữ Pa Thèn thì việc sản xuất trang phục nó vừa là nhu cầu, vừa là trách nhiệm, và nó mang lại cả hy vọng cho bản thân họ trong tương lai nữa. Vì thế cho nên phải chuẩn bị rất là công phu, rất là cầu kỳ và chuẩn bị rất là lâu. Tất cả các cái lễ hội người ta mang các cái sản phẩm mới để mà trình báo với tổ tiên, bởi vì nó là sản phẩm của một quá trình lao động sáng tạo. Người ta có thể gửi cho tổ tiên bởi vì
tổ tiên sang thế giới bên kia thì vẫn cần cái trang phục truyền thống này. Đấy, và sau này con cái đi theo tổ tiên thì còn có những dấu hiệu để mà nhận biết. Là những cư dân mưu sinh trên đồi núi cao, khó canh tác. Các công cụ lao động như cuốc, thuồng là những phương tiện sản xuất tạo ra bắp ngô, củ sắn, nuôi sống người Pà Thèn. Nhờ công cụ lao động, người Pà Thèn đã cảm hóa đất đá cằn cỗi, tạo ra lương thực. Vì thế kết thúc một chu kỳ làm ăn, chủ nhà có trách nhiệm rửa sạch công cụ lao động, trang trí cho chúng và cất vào một chỗ trang trọng nhất gần bàn thờ để chúng được nghỉ ngơi. Một tờ giấy bản cùng với là một cái sâm nước để mà yểm vào đấy, buộc vào cái cuốc, cái dao, cái thuồng, nói chung là vật dụng để mà sản xuất, yểm vào cái tờ giấy đấy vào thì mới báo hiệu để cho nó biết là nó nghỉ, nó được nghỉ, cũng là để mà cảm tạ về cái cảm ơn về cái dụng cụ đấy đã một năm trời vất vả cùng con người lên làm ăn. Đối với người Pà Thèn thì người ta có quan niệm vạn vật hữu linh, không có cái thứ mà ta hay nói tức là vô tri vô giác, mọi thứ đều có linh hồn của nó, các cái vật dụng, các công cụ lao động cũng có cái tính linh hồn của nó. Và vì thế cho đến ngày Tết ấy, cái đặc tác đầu tiên là người ta rửa sạch các loại công cụ để cho nó nghỉ ngơi. Người ta làm các nghi lễ và thậm chí là người ta treo lễ vật lên các công cụ lao động. Và người ta cho rằng nếu mà nó no đủ thì sang năm nó sẽ giúp mình làm ăn một cách nó thuận lợi hơn. Những dịp đặc biệt như Tết, mâm cỗ của người Pà Thèn bao giờ cũng có bánh dày, một sản vật từ trên chính cánh đồng của họ. Người Pà Thèn quan niệm bánh dày tròn tượng trưng cho mặt trăng và mặt trời, là nguồn gốc sinh ra con người và vạn vật trên mặt đất. Gạo nếp nương thơm, ngâm và đồ thành xôi, đổ vào một máng gỗ. Các chàng trai sức vóc khỏe mạnh, dùng chày thay nhau giã, đến khi thật nhuyễn và mịn. 6 cặp bánh đầu tiên gồm 12 chiếc, tượng trưng cho 12 tháng trong một năm, được dâng lên trời đất và vị thần mùa màng. Cùng với bánh dày, nhiều lễ vật khác cũng được các gia đình chuẩn bị tươm tất để làm lễ cúng thổ công ngày 30 Tết. Thế trước khi người ta làm Tết ấy, thì người ta sẽ mời một ông thầy. Mời một ông thầy đến, tức là hộ người ta gọi, tức là thổ công, tổ tiên ở trên trời nó xuống. Cùng với lại gia đình ăn Tết, cái ngày cuối năm này là cũng tùy điều kiện gia đình. Nếu gia đình nào có con lợn thì người ta thịt con lợn để cúng. Nếu mà không thì người ta chỉ đi mua thịt về thì người ta mới cứ làm lễ. Thế cũng nhất thiết phải thịt con lợn to để mà làm mâm cỗ to đó. Thì có cái con gà này, có cái máy này, đi cho ông chở cũng cho sống mà. Tha hơ cho cái mặt thờ, thế mà ông phù hộ nhá, cho một tí mới sống phù hộ cho con đã. Đồng bào Pà Thèn coi sáng mùng 1 là thời điểm thiêng nhất trong năm. Khi màn đêm còn phủ bóng, già trẻ, gái trai người Pà Thèn đã cùng nhau thắp đuốc lên đầu nguồn để lấy những giọt nước mát đầu tiên về cho gia đình. Họ quan niệm đó là những giọt nước tinh khiết nhất mà tự nhiên đã ban cho mình. Vì vậy, ai lấy được càng sớm càng may mắn, năm mới sẽ khỏe mạnh, no ấm. Sau đó, những nghi thức liên quan đến hoạt động sản xuất cũng được họ thực hiện ngay trên mảnh ruộng của gia đình. Là đến cái dần là phải ra để làm cái lễ gọi là đi cúng nương ấy, là đi theo cả nhà, gia đình có bao nhiêu người là phải đi tất để mà cuốc sới, là mở màn đầu tiên của năm mới là đi cái nhà cuốc đầu tiên để đi làm ăn. Trong dịp đầu năm mới người ta khai mùa, tức là người ta làm một số cái hoạt động mang tính tâm linh, có thể dùng cuốc hay là dùng một cái vật dụng nào đó mà cuốc lên một cái mảnh ruộng nào đó để nó đánh thức lại toàn bộ cái không gian sinh tồn của bản thân họ. Cũng là một dạng thức để nói rằng đánh dấu là một năm mới đã bắt đầu, một mùa màng mới bắt đầu được triển khai. Đấy, thì đây là hoạt động mang tính tâm linh. Nhưng cái tính tâm linh này đấy nó gắn liền với sản xuất. Và chính vì vậy cho nên đấy, người ta cái tính hy vọng của nó, cái niềm tin của họ nó càng được tăng cường lên, là chính vì thông qua các cái hoạt động này.
Trong nắng xuân ấm áp, những điệu hát lời ca của đồng bào được cất lên ở nơi nơi. Những cô thanh nữ súng xính váy hoa truyền thống, cùng chảy hội và chơi trò chơi dân gian. Người đánh yến, người đánh cù, thanh niên trai tráng lại thích kéo chày để rèn luyện sức khỏe cho bản thân mình, tạo nên bầu không khí vui tươi, lành mạnh. Những cuộc vui xuân còn kéo dài cho tới khi màn đêm buông xuống. Ngọn lửa sáng lên, cũng là lúc họ được hòa mình vào lễ hội nhảy lửa huyền bí của dân tộc. Người dân tộc Bà Thẻn sống nhờ vào lửa, mà chết nó chết ở bên lửa. Lửa là sạch, mà lửa cũng là hung dữ nhất. Mà những các chàng trai thân niên mà nhảy đều vào lửa, tức là dập tắt được cái ngọn lửa này, thì cũng là xua đuổi những cái lại mang tàng khí để đi. Còn mong tức là sau năm là mọi người cả làng tức là khỏe mạnh. Phát minh ra lửa là một phát minh như một cuộc cách mạng của người Kinh Thủy. Nên ở người Bà Thẻn cũng như đồng bào bao giờ cũng giữ gìn lửa. Nhờ có lửa thì người ta thay đổi toàn bộ cuộc sống người ta. Cái ngọn lửa đó nó trở thành ngọn lửa vừa có giá trị trong cuộc sống nhưng đồng thời có giá trị trong tôn giáo. Là tin rằng lửa có thể chống được những cái hại, chống được những cái việc làm không tốt của thế giới thiên nhiên với con người. Đất trời đã sáng bừng sắc xuân, người Bà Thẻn lại bước vào những guồng quay của cuộc sống mới. Trải qua nhiều thế kỷ, những phong tục ngày Tết của họ đã không ngừng biến đổi theo hoàn cảnh xã hội. Nhưng đâu đó vẫn còn những nề nếp đã trở thành nét văn hóa không thể thiếu và là hồn cốt của tộc người. Trên dặm dài đường xuân đầy hương sắc ấy, bao thế hệ người Bà Thẻn vẫn đang cùng nhau truyền nối những giá trị giàu tính nhân văn của cha ông để lại, đồng thời mang theo ước vọng về một cuộc sống tươi đẹp cho gia đình và bản làng khi mùa xuân sang.